Chính. Yên tâm. Một số con nở đây này. Một số con đang nở đây này. Một số con đang nở này. Nhìn độ ấm nó nở đấy. Đây chứ. Để nó bò lên này. Cần lâu rồi mới bỏ. Bỏ thế nào này? Này rắc trực tiếp. Vì ở trong bản nó không có điện nên là anh em mình phải để ở ngoài nhà. Nó mới đủ độ ấm thì nó mới gọi là đủ nhiệt độ thì nó mới nở được. Đây. Nó nở đang hết rồi, mình đang thái lá sắn cho nó ăn. Đấy. Mà đây một khay nữa. Khay này cũng đang nở rồi. Là sáng mai chắc lỡ hết. Nói chung là lần đầu nuôi nên là kinh nghiệm thì chưa có nhiều các bạn. Mình nhưng mà trước mắt thì mình thấy nó lỡ cũng tương đối đều. Đấy. Cái bên đây thì lúc chiều này là nó lỡ chưa đều đâu. Bây giờ nó lỡ hết rồi. Ăn cơm tối vào xong nó lỡ hết rồi. Còn có vỏ trứng không? Mình cho lá sắn vào nên ăn luôn này. Đây, cứ cho lá sắn vào là lá sắn thái rồi sạch thái tí nữa đêm nó lên ăn hết. Ngày mai khi nó lở hết thì anh em mình sẽ đưa vào trong bản để cho mọi người chăm sóc như hai lá sắn cho nó ăn phủ vừa để cho hết để cho tiếp. Để lên trên này cho nó có hơi đi nhiệt độ nó ấm. Chứ nóng quá là nó lạnh quá cũng không được. Bạn đi à? Tôi đang bay mày. Sì. Hello, bạn đen. Ôi, bên cả mình á? Bên cả mình. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bono Vlog của Sống Thành Châu Phi. Hôm nay anh em mình để tiếp tục quay trở lại với nông trại số 2 của hai bản phía bên trong này nha các bạn. Thì như hôm trước video vào thăm đến nông trại thì anh em mình cũng nói là mình rồi mình ở Việt Nam sang là mình có đưa một ít trứng giống tằm Việt Nam mình, nhưng mình đưa bằng trứng tằm Việt Nam sang. Và hôm nay cũng đến ngày lở rồi, vì ở trong bản là không nhiệt độ không đủ để trứng con tằm nó nở ra được đấy, nên là mình cho nó lở ở nhà thì hôm nay mới đưa vào trong bản để nuôi những bạn. Cũng như đây là cái giống tằm này là ở Việt Nam mình có hai giống tằm, giống tằm ăn lá sắn cũng như một giống tằm ăn lá dâu. Thì đây là mình đưa cái giống trứng tằm ăn lá sắn sang, thì nó cũng là cái con tằm này nó cũng là cái làm thực phẩm để cho người dân đấy các bạn. Thì mình mới thí điểm mình đưa có hai gói sang thôi. Bác đang ngồi thái cây chuối này. Nên bạn phải đi nhù. Bảo cùng em Mateo vào từ sáng để làm cái cũi nuôi tằm. Sao chưa? Tôi phải là chào các bạn. Chào các bạn. To đấy à?
khả năng chỉ 2 tầng, làm 2 tầng nét thôi. Anh tầm ấy. À, bao nủ ati để hoàn thành giáp phần à, đúng không? Bao nủ rất ra ô vù để bi sù, okay. Bi sù để ti ra cả, đúng không? Ao của anh thì rất đều, rất đều bi sù. Ok. Xem ở đây thì come anh ti ra cả. Ok. Fora để mà ra cả. Bộ phận là ti ra cả, đúng không? Ti ra cả. Thì bôi thì đều tu gran. Mandi oka. No bisu. Boda da kome. Esa kita me kom da pa kome. Mudu kuya. Sing. Ini angona no teng bisu no. Ini vea de barasa. Bisu mudu bikian no. Aki bên gran. Mình đang nói với các em là các bạn thì để cái giống con Mateo đang hỏi là cái con này là có ăn được không? Ăn được không? Mình đang giới thiệu với các em đây là cái giống gọi là con sâu ăn lá sắn. Đây mình nói với các em đấy để đây. Bảo cùng với Mateo và đang đóng cái cũi ở nhà Việt Nam mình có cái cũi có cái nong nữa cơ. Đây ở bên đây nó không có các nhà cầm này, ở bên đây nó không có họ không làm cái nong to này, tí mình sẽ cho cái mẹn nhỏ nhỏ này mà để nuôi cũng như để lấy ra sắn. Nó nhiều người đi làm không Bảo? À đâu. Khả năng nào là một cái đi. Cái nó đủ được nhiều lắm đấy, nó nở ra to nhiều lắm, hai cái này không đủ đâu. Thí điểm nuôi giống tằm ăn lá sắn các bạn, thì vì đợt là vừa rồi mình về Việt Nam được một thầy cũng đã về hưu rồi, thầy là ngày xưa làm giảng viên trường nông lâm nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, thầy về hưu rồi. Thầy rất yêu quý tem cũng như yêu quý mình, thầy nhắn tin cho mình cũng như chia sẻ về cái giống tằm này, giống tằm ăn sắn này, nên là mình cũng và thầy cũng cho mình cái địa chỉ để mua, nên mình mua sang để nuôi. Thì mới đầu ban đầu thì mình không biết là con có thành công hay không, vì sắn anh em mình trồng rất là nhiều, cả lông trại sắn các bạn, cũng như người dân bên đây thì hiện tại thì về cái lương thực cũng như thực phẩm này mọi người vẫn còn chưa có được nhiều để ăn cũng như để trong cái cuộc sống đấy, nên mình muốn là thí điểm mình đưa ra một ít trứng, nếu mà thành công được thì sau này có thể là mình sẽ nuôi tầm nhiều để lấy cái thực phẩm cho người dân. Làm cây toai đây, Bảo vào đang đóng cũi đi, tí rắc vôi vì cái con tầm này nó kỵ ấy lắm đấy, kỵ con kiến ấy, con kiến hay ăn ấy. Ngày xưa ở nhà là cái cũi này xong để cái bát nước ấy, bát nước để lên ở nhà đóng được, ở đây thì không có gỗ mà đóng kiểu như thế này, cây cái bát nước ở cái chân cái cũi, để con kiến nó khỏi bò vào đấy. Đây để Bảo mấy anh em đang đóng cái cũi. Đây cắt ở nhà ấy. Cái đồ về bầy á. Mở cửa này, đây này. Hôm qua nó nở các bạn đây. Ui, cửa. Mở cửa thoáng, ui gió to thế. Hôm qua con tầm này nó nở tối hôm qua, nên là mình phải thắp bóng đèn nó mới đủ độ nó nở ra nở hết trứng rồi. Bảo nó nở nhanh thật. Gần như chắc là 100% ấy nở trứng rồi. Mình cho hôm qua mình đã thái lá sắn cho ăn rồi này. Tí là cho ra cái khay rộng luôn. Tí là cho ra cái khay rộng luôn. Nót. Bố này tụi đi mới có mấy mày cùi à mùi tụi. Cắt ra nhà thì đợt vừa rồi thì mình về nên là mẹ em đang ốm nghỉ suốt. Đợt này mẹ khỏi ai đi làm thôi, ưu tiên em ấy tí, mẹ thì ốm đau suốt. Còn mấy quả chuối này, cho cắt ở nhà quả này, cắt ở nhà hôm qua chưa được ăn này. À. Chín rồi đi, phi niu này. Bác đang thái cây chuối nấu à? Còn... Mèo chó. Bây. Cô ta. Sí, cô ta comida de plato. Você não me tá
số ông bao nụ nang bay xuống có tà là nang bay xuống ra ra bên đồ có tà ba đằng thái cây chuối các bạn có ăn tiên là bao nụ mới tà nang bay xuống bảo bác ơi lấy cái miếng gì miếng bao gì nót ở dưới cắt vào cái xô lâu lắm mọi người chưa cắt quen đấy. Đấy, cái dao này là hôm trước là bác Quang Bùi ở Thái Bình tặng ấy, tặng mình cũng như người dân đấy. Này băm băm nhanh cắt này băm băm cho nhanh ấy. cho vịt cho gà anh em mình phải mới đóng cái ghế. Já viu, não é? Sim. Tá bem. Sim. O Paulo sabe muito bem. Eu sabia muito bem. Mọi người chưa cắt quen nữa. Cắt ra nó vằm vằm, ném cho vịt cho ngan ăn các bạn. Vịt ngan ngỗng, nó rúc. Cho ăn độn như ngô, không bao nhiêu cho đủ được. Ngan nó tốn lắm, nuôi vịt tốn lắm. Ngan rồi mới có mấy con đẻ, mấy con lở. Khu vui chơi, giải trí của ngan. Đây anh em mình làm cái chỗ này là cái chỗ cuối nguồn này. Nó chảy ở đây con ngan vịt tắm là sau là nó chảy đi xuống dưới này chứ không sử dụng gì nước này đâu. Nước cuối nguồn ngan vịt nhưng một đàn đang ăn đang giúp ở đằng kia mấy con đang giúp nuôi con đang giúp ở đây một số bác thì đang làm cỏ ở dưới cũng như làm cỏ ở trên đi. Cỏ nhiều lắm, ở lông trại thì nói chung là cỏ 10 bác tổ trưởng tổ nhóm ở đây làm cỏ chăm sóc, hôm nào nhiều thì anh em mình sẽ nói mọi người đến đông đủ chứ còn là ít thì cứ để các bác ấy làm việc cũng như chăm sóc cỏ khoai. Vừa rồi thì mới nhân được cái giống khoai cho một số nông trại. Ok nhé bạn thì sau một hồi bảo cùng với các em đấy đã làm xong cái gọi là cái này là gọi là cái gì mình ngày xưa gọi là cái cúi tằm rồi để anh em mình bây giờ mới đưa con tằm lên đây đưa con tằm lên vài ngày là kín lên hôm qua nó mới nở tối hôm qua anh ghi quan đồ bao nụ xe cả ghi bao nụ lên vào ô vù nó ấy áo nói thì rất đều thì bi sủ rất đều oan tình mút từ bên kia rồi đấy để cho vào cái cho cái giấy báo bảo đấy. Đây. Này nhiều người trời ơi nó mới nở nhỏ xíu các bạn đấy này để tí con nói này gran này anh cái mút từ bên kia rồi cái bố nó phích cái gran này anh cô mà mút từ cùi à đây trứng tằm đấy của đợt trước mình về mình được như vừa trên đầu video mình nói đấy, được có duyên với cái thầy ngày xưa thầy dạy là đại học nông lâm nghiệp ở trong thành phố Hồ Chí Minh thầy giới thiệu là cũng như thầy góp ý là nuôi tằm ăn lá sắn đấy các bạn nên là mình có mua tại của cơ sở Thắng Nga này khu Vạn Thắng xã Đồng Nương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ đây, số điện thoại này để mình để đây các bạn có ai có nhu cầu mua trứng tằm ăn lá sắn thì ủng hộ cơ sở của bác Thắng Nga này rất uy tín mình không phải là quảng cáo bác không nhờ mình quảng cáo hộ đâu nhưng mình thấy là mua mình gửi tiền cho bác ship về Thái Bình cho mình xong là mình đưa sang bên đây mình cũng trả tiền như bình thường bác không nhờ mình quảng cáo hộ hay là khả năng các bác không biết là anh em mình làm YouTube này đâu nên là mình thấy rất uy tín luôn gửi tiền xong là hôm sau là gửi xe khách về tận quê luôn đấy bút từ bên rồi để bôi cốt ta tin rằng cả đây này cô mẹ xem đây này cô mẹ để bôi anh phải cầm bút từ gần này anh cô mẹ bút từ cùi à
đây, cắt ở nhà cảm ơn đấy. Đây. Thơm mùi tăm luôn nhỉ. Hả? Đây này. Trứng nó nở đều thật. Đấy. Nó nở đều nó các bạn. Đấy. Là anh em mình mới chuyển ra cái này. Ui. Đây. Nở nhanh lắm. Sau một đêm này. Đấy. Giờ mới đưa vào. À, hay để ta giải ra cái cái ấy ở sàn ở trên đi. Đi, giải ra thì báo đi. Ô được bê cả đi. Bê cả. Đây. Để này cho bò này. Ừ. Đúng rồi, hầm lý luôn đấy. Báo cầm cái tàu báo này này. Đây này, đây, cầm đây. À, você vai buscar eu pouco do que tiraca. Tiraca. Ừ. Thôi để hai khay đi. Để gần với nhau này bảo. Để dễ chăm sóc. Dễ chăm sóc. Không biết có thành công cái tầm Việt Nam mình. Dễ nuôi nhưng mà sau phải nhân giống đấy chứ. Đấy. Để lòng kẽ này. Ừ. Vì cái tằm ăn lá sắn này nó là thực phẩm mình cũng chưa nuôi bao giờ. Mà ở ngày xưa ở quê mình là nuôi tằm ăn lá dâu cơ. Đấy. Ôi giời. Đây. Đấy, giá này cũng đủ đấy. Hả? Thôi trước mắt để như thế thôi. Nó dần dần. Để ra đâu mà nó co à? Hả? Để đây. Co ra ngoài nhỉ? Báo mẹ đi nữa. Ai xa. Đây. Tớ tí đã cào anh. Đã đã. Mút từ đi tạm bút kìa. Mọi người thì cũng chưa biết đã phát cả. Ừ, cắt ra phải thái, nó nhỏ. Rồi, thái đàng hoàng. Hả? Nó chưa ăn được, nó to mới ăn được. Rồi thái đấy. Đã phát cả bên cân rồi. Được. Báo phải cắt nhỏ như thái như thái rau nấu canh ấy. Đây rồi. Chỗ ăn điều độ ngày. Không biết là mấy ngày, hình như 3 ngày nó ngủ. Hả? Sâu nước hầm. Lá sắn anh em mình trồng nhiều lắm các bạn, nên là rất cái gì cái lá sắn là lá dâu thì khả năng không có nhưng mà lá sắn thì nhiều. Agi xem ra muốn xem da ấy thì cô mẹ để bố số ông em mình ngủ với cả Agi con tôi là nói đấy quan tạm mình nụt đây thì cô mẹ số ông Việt. Mà con tôi là bệnh anh thì cô mẹ Agapa có thể tia ra ti ra cả cốt tả đang này về nó muốn được garan nữa để bôi quan đồ anh thì phải cả garan nữa có thể cốt tả garan này xin anh còn muốn thử bikini luôn. Đấy, hiện tại thì ở đây thì thời tiết như này thì mình nghĩ là nuôi được chứ không ấp để nó lở thành con thì hôm qua anh em mình phải về mình phải cho bóng điện mà. Mình là vì được mình được cái bác bán trứng tằm này, bác đây hướng dẫn. Bác bảo là 25 độ thì nó nở mới đảm bảo. Anh em mình thì những cái con này nó cũng đang mới đầu và đang khó nuôi với người dân thì mình bảo chịu khó đi vào chăm sóc vậy. Đấy. Ta bờ. Thì bố anh thì sủ biu tu nụ lanh xin mà. Ok. Anh thì cô mẹ. Ok. Quán đồ anh thì cô mẹ Agaba. Agi. Mít tâm mai, cốt tả ti tất cả. Mà. Cô xe con tôi là bệnh cái cao á, nó đất xa này bình gà. Nó ăn đâu ấy, gà đình nhà ta bình. Đấy, tất cả những cái cột, cái cột này là anh em mình đã nói các em đây là bỏ vôi rồi. Đây. Con kiến nó thích rất là hay ăn con tằm. Ngày xưa ở quê mình nuôi là những cái củi này phải để cái bát nước cơ. Đấy. Nhưng khá lâu rồi không nuôi. Gà đình nhà. Con ta bệnh gà đình nhà. Công cao, anh được, có mà. À,
để cái bóng điện nào. Tên chung năm bắt đã. Đây ra kì. Alo thì tôi bên kênh Fika kì đồ mình tôi bên đây thì cô mẹ. Hả? Quan tôi thì cô mà Agabo ti ra cả. Mấy ta mày. Thơm này. Hả? Cái vỏ vừa lấy này. À, đây. Ui giời, mấy anh đang nghiên cứu à? À kỳ linh của Việt Nam phát là anh tầm. Ừ. Đây. Đây đi. Trứng ở cái ô vù lính của Việt Nam phần nào trứng tằm lá sắn đây còn anh em mình đưa sang hai cái gói này cái bác bán này bác ghi này, thời gian trứng lở này ngày 27/2 tức là ngày mùng 5/4 ngày mùng 5/4 dương lịch là ngày âm lịch là ngày 27/2 hôm nay là thứ sáu này nay đúng 27 này chuẩn thật rất là uy tín luôn mình mua mình nuôi thí điểm thế là các bác bán cho mình thấy cái cơ sở này rất là uy tín nên là các bạn ai mua thì đến ủng hộ cái cơ sở thắng Nga này không phải nhờ mình quảng cáo đâu mình thấy uy tín thì mình giới thiệu vậy thôi đưa từ Việt Nam sang bác ấy đóng vào cái hộp xong mình đưa sang đến ngày đúng là tự nó nở luôn đây sao nó to nó ăn lên cứ nghe rào đấy người ta gọi là như tằm ăn dỗi đấy tằm ăn dỗi à ngoài bác còn tằm ăn dỗi giờ chưa nghe gì nhưng còn quả trứng nào lở lốt đi nhưng khả năng là mình thấy là lở nó phải 90% đấy 90% 100% đấy đây cái xác nó trắng hết rồi em Điệp bôi đây này quando você chama na via bem ele muito zebra do grande quando ele grande meta mais aqui ah tira aqui one cada nhé aí guarda de boi sim você não em quem pega bem não em quem pega aqui é no morreu não é você meta boa do aí aí tá nem come de boi fica grande aqui tem ovo tem boa do pequeno não é de boi água nisso não é đây thì cô mẹ bình kể ti ra cả nâu quan đồ su và vô xe nâu tia ra ti ra cả đúng không ok mọi người đủ ghi một đều ấy ghi tao ấy mọi người hái lá sắn này anh em mình cũng dặn là không được lấy lá ướt quá đấy tao bầu sắn này lá này vừa người ta phải rửa vẩy một tí nước lên cho nó tươi biết tao mút bô của đồ ao à đúng không bô của đồ ao à đất xa này quan đồ anh thì phone ai sego anh thì cô mẹ anh thì nâu giáp bị đủ cả đàn nấu đấy giả xe gồ khi nào ăn thì ra về vườn đấy điệp bô ấy kì ê đi cô mẹ agabo vai phát gen à cốt à vai đây này cô mẹ nấu quát à thì ra cả hả ta bình xem là cô ta bình thì ok nha bạn này anh em mình dặn là sơ qua tất cả các bác vì như quan tâm này thì mình mới bảo chắc là vất vả hơn một chút vì mình như vừa lên đầu với em mình đang nói là mình đang thí điểm như đợt vừa rồi mình có về Việt Nam đấy các bạn cũng như là được một thầy ngày xưa thầy dạy ở trường nông lâm ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như thầy yêu quý tem cũng như quý anh em mình thầy cũng góp ý với mình và cũng như đúng như cái quan tâm thì mình cũng đã có dự định từ trước rồi mình cũng muốn trồng rất nhiều lá sắn ấy và mình cũng thấy ở Việt Nam mình mọi người nuôi con tằm ăn lá sắn hay tằm ăn lá dâu rất là nhiều thế là nên là mình khi được cái góp ý của thầy thì mình có cũng như mình xin được cái địa chỉ của cái cơ sở của cái bác Thắng Nga này bán tằm ở trên Phú Thọ này thì mình cũng đã mua được một ít trứng tằm sang mình đang ban đầu thì mình chưa dám mua nhiều vì cái trứng tằm này nó cũng mắc lắm không biết là hai cái gói này mình mua là một triệu hai đấy bảo ạ 1,2 triệu mà hình như một nạng mình mới thí điểm mình mua một nạng trứng tằm là 1,2 triệu ở bên Việt Nam mình ấy để mình đưa sang mình thí điểm nuôi đấy các bạn thì hiện tại hôm nay nó mới đang nở thì mình mới đưa vào trong lồng trại này mình đang nuôi thí điểm thì cảm thấy nó cũng là cái quan thực phẩm để giúp người dân cũng như nếu mà sau này thành công mình có thể nhân rộng ra thì để hỗ trợ người dân thì có cái thực phẩm ăn những con tằm này mọi người xào nấu ăn được đấy các bạn cũng như tơ thì chưa làm kén lấy tơ thì chưa tính đến đấy các bạn thì ok các bạn thì bây giờ mình đang đưa vào nuôi này thì đang hưởng thái lá sắn cho nó ăn này thì quá trình nó phát triển như thế nào cũng như nó trưởng thành ra làm sao và thành công hay không thì anh em mình sẽ quay
nên để các bạn được biết sau nha các bạn, thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tới đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa cho em xin một like, một chia sẻ với cái kênh Đông Ban Đồ Vlog Cuộc Sống Tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực xem video hay, cũng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên miền núi Châu Phi các bạn. Chào các bạn. Thành công được cái này thì đẹp đây. Đấy. Nó vẫn đang ăn. Ừ, thả nhát đập bò lên luôn này. Này, nên nhanh luôn này. Nhiều đấy, để nới rộng ra. Tự nó tản ra. Sau nó tô ăn bằng quang quả cồi mà. Nó ăn giờ theo theo. Thế này hôm sau còn phải thay cứt nữa cơ. Tí hướng dẫn mọi người sau nữa các bạn. Bún đi tù. Ai cùi à, mùi tù. Mùi tù cùi à.